anh em, nay vô miễu sửa nó nha anh em. Đây, sắp cúng miễu rồi cho nên mình sửa. Trước là sửa con nửa ngựa rồi, bây giờ nửa ngựa hút nổi mình vô mình đổi con ngựa. Thằng này quen hả? Tính đâu lạ. Ủa à, hôm nay mà dắn cây nước đó. Nó là bơi đến đây nè. Thì có luôn. Thấy không? Dạ. Đây nè. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Tính điện cái bảo lên đây nè. Cứ bả rồi. Rồi. Ngày hôm qua tao ra ngoài. Quên mua bánh trái cây đều vô. Rồi được rồi. Vô con nước nha đi rồi con mặn chứ có gì. Bữa nay mày bả. Chung cây nước ở đây mình sửa cũng năm rồi anh em, năm cũng có một lần, có gì thì mình sửa nấy thôi. Nãy giờ nói chưa mỹ ông mấy bà nè, có ai từ thiện thì từ thiện. Mày để tao mở kho cho mày nói từ thiện về đại chúng. Không chứ tao không tin tôi mà. Tôi biểu bây giờ mày giái đi mẹ mẹ. Để xin keo dính chỗ nào là mày khoan cái đó. Đâu có tin. Ôi, chùa mẹ tao đi khoan bà cứ lại cứ giái gì. Tao làm tao biết. À, ông nội ông khoan mà có được á con lại ông nội nha ông nội bừng. Khoan gần rồi nổ bóp đi. Hãy gì. Trời ơi chết rồi. Trời đất còn khoan. Cái, khoan bằng đầu khoan đây nè. Đó ông nội cãi. Đóng chỗ này. Xin keo được chỗ này, ông nội quất liền chỗ này, tôi nói rồi mày phạm đi, nếu mà có gì tao chịu, tao đền cho mày á. Nè, 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 dâu tôi lên đây nè. Cái đó nó không có chạy bên đây nè, chạy nước, chạy đầu chung con cái đó. Đồ hả? Riêng mà. Cũng không chạy nữa, thằng này sao tôi tức quá quỳ. Nó sợ, tôi sợ muốn chết rồi, mày bên đây nè. Ý là ý là cái đó nè. Cái này mua tôi nè, cái này coi vô tổng nè. Đó. Trời ơi, mà tao nói mày làm chung và đèn vô mua tư kéo nó chết. Ủa? Giờ, tao có xe. Đó, tao sợ muốn chết rồi mà mày cãi hoài nè. Nè, thấy không? Nè, mà đèn cái hơn, người ta tổng tao hết rồi, thấy không? Còn đèn mua tư riêng nè. Cái này là cái tổng hết. Nè, cái này tổng hết nè. Vậy là chị cúp cái này là cúp hết còn điện lên. Hết nhà, thôi, mua tư nè. Bây giờ ông nội gắn qua đây giùm con, cái đi ông đừng cãi. Bây giờ chuyển cầu dao đó qua đây. Cầu dao mua tư qua đây. Dạ. Trời ơi, tao kéo được cái vô mà mày làm nữa tao nó sẹt. Kéo vô. Sao mà làm chỗ nào mà đừng có giục luôn ơi cho bà. Chỗ đó là không chỗ á. Rồi, cầu dao á, hướng tháo tường nữa nè. Không tháo à. Giờ cầu dao nó xích lên tí rồi gắn ở dưới cầu dao đó đó. Mà làm sao biết đèn là riêng đèn đi. Ý là đèn riêng nè, bình thường nè. Hôm đó nó nấu nước anh. Chụp cái này hết tao vô mày ơi tao quảng hồn tao là làm quá tại vì nó mà mày ổn bị hư nó chặn nè bởi tao nói mày đem đồ ra đèn đồ chỉ là chị nói cái cây cái nước thì riêng đừng có nguyên chung hết với điện đài của bả thì chung luôn nói chung đường điện hết chứ đâu có chung riêng nhưng mà cái môn tư á thì mà con lưới hả được không con lưới hả con lưới không lưu bà lâu không rồi đâu có gắn đâu con lưới thật thêm không? À, thay mua tư vô coi coi sao? Cho tà một ngựa phải không? Tiếng ngựa. Rồi con gắn đây gỡ này ra. Cái này có nửa ngựa. Thay vô đây. Con gắn nửa ngựa mới cho cũ mà tao mua tư mới rồi tao. Có mới rồi lấy. Đời bà khi tao nói không? Bây giờ mua tư kia tao trả anh ta mày thì gắn cái mới cho tao. Mà tao dặn dạo này qua vào bà qua khi không kêu mày cũng đem cái mới cho tao một ngựa. Bà dặn rồi thì bà có tiền, bà kêu ra lấy tiền, sửa rồi bà kêu ra lấy tiền. Làm rồi bà kêu lấy tiền ra. Bà ba bà xin tiền rồi, bà to rồi. Này 42 mình làm năm trước nha anh em, năm trước tháng nắng á, làm ăn cúng miễu á. Giờ con nửa ngựa nó chạy không lên nữa. Giờ mình đổ qua con ngựa cho miễu nha. Đổ qua con ngựa đầu sò, cá sấu, độ. Nói chung có gì mình làm ở đó thôi. Ngựa cúng miễu mà có gì làm ở đó. Miễu này cũng nhỏ anh em. Miễu này vòng vòng này cũng nhỏ.
cái mình cái vô luôn. Bỏ vô quán xà thử lên không? Chắc lên mà. Chắc còn lên. Ủa sao bữa nay này làm chạy vậy? Bữa hộp ta làm nó không có chạy gì trơn á. Bữa lâu đó. Trời ơi, mang ơi, đại từ hôm đó ra nó mua tươi hơn. Lên yếu xìu. Được rồi, thọt 2 cây, 2 cây rưỡi gì á. Rồi bơm nước nè, bơm nước phần dưới. Quá trời phần này. Rồi có nhóc nè, hao luôn nè, mẫu chút đi đó. Hộp lại đó. Tuy cánh nhôm nó gắn các cái gắn lưới lại đây. Đổ mẹ nó kẹt đi rồi mình ra không chết đâu. Cha nó chạy mà, nó bay lên nó hù. Động trời chưa? Rồi mãi gắn luôn. Để kéo đây. Giờ đem cái đó về xài cũng không tốt, người ta còn hồ đúng rồi đi. Con cứ nhảy ra gắn cái mua tôi ra nước gì 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 vậy nha con. Cũng tung được điện thôi chứ lâu rồi tôi bỏ lên đầu. Bà nói mình vui lên cãi ba ba đi đi cho nó đi đi qua đây đừng ở chung nó được rồi. Bây giờ mày để riêng cái kiểu này đi. Bớt thì tống rồi đó. Cha ơi, cắt cái điều cây nó bị chửi một trận. Rồi á, quýnh chửi một trận. Rồi mới bị chửi một trận, nó mới ra mặt chính quyền. Chính quyền mới giải quyết mà nó nồi cái nền này rồi về ban hồn cư à. Rồi cái chục người dòm cười nhau chút nói. Nó nói á, nó trả cái nền miễu mà nó mà ngay đó, nó trồng bỏ mà ai mà đụng tới nó á. Đừng có hằng mà lại vô quỹ ban này nó cắt đầu, cắt đầu. Thôi giờ
bà đổi cho ông ngoan và khỏi đó tiền công. Tôi lại má của bà thì bà làm gì làm, nó cho tôi thì bà làm đàng hoàng, còn cái của người ta cho tôi thì tôi trả lại. Làm kiểu đó người ta nói có mua tươi là bà mười bà đi xin cho người ta đem ra cho này, bây giờ bà bán đồ này kia suốt cái đời cái miễu của tôi không có được, không chơi đâu, của ai tôi trả mấy. Còn giờ 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 có cái hát mua rồi thì bà trả cái kia á. Ừ, còn á, của ai tôi trả mấy, nếu người ta từ thiện cho tôi 100, 500, 300 tôi lấy á, tặng tôi mua này kia. Anh ơi, ông gắn gắn của tôi lại rồi, còn không bắt đèn rời cho tôi nữa, ông bắt phóng nào ra phóng ấy. Ngồi giật thấy ông đỉ mụ nội hổng rồi, là làm quá trời luôn mày. Mày coi tại bà mò trúng ổ điện á. Bởi vậy mới sợ. Kéo dàn nhạc đậu tại xe mày nè, bắt lên rồi đèn không còn cắt nó rụi hết lên, trái không còn, giật nó má yếu á. Trái, thằng Phiên vô kéo cho tao nè. Điện yếu hả? Ờ, rồi kéo điện 220 bệnh qua tới đây luôn nè. Điện, ở cái gì bự được rồi, cái gì nhỏ. Thời ơi, ta kéo đường đà ghét luôn. Ủa, điện bự á, dây ta mua 6 lần nha, 6 ngàn thước á. Thằng Khuyên mua dùm đem vô, nó gắn dùm từ thiện, nó nói nó không ăn tiền công. Mà nó ai mua dùm cái cột ở đâu mà già đỏ về tới đây 2.4 triệu. Nó mướn hai cái thằng đó có 300 à. Rồi mà nó nói đi, hai thằng nhỏ đó nó nói cũng đứt được. Bà Mười ơi, cái miệng nghèo à, chú Tư Khuyên kêu đi kéo hai thằng mà già đỏ về đây. Đi hồi 8 giờ sáng mà nhịn đói kéo về nhà ghé ăn cơm đi liền vô đây cho bà mà tới 4 giờ mới tới đây. Rồi dựng đào à ập dựng lên cái cột đó, bà nội cha bị chửi thì có chứ còn mượn không được quân nào đỡ. Tôi vợ ông Bảy, hai chồng ông Bảy với tôi với hai thằng đó với thằng Khuyên hả, ba thằng ta dựng, hai ba thằng tôi thì lấy than đỏ chịu phủ lên gắn sàn được cái cột của tôi mừng, còn hơn cố nội tôi chết đi sống lại cho tôi mấy triệu. Mà đâu có biết đâu, là quần cho tôi hết đâu, mà đâu biết. Còn ba con hỏi con hai chồng luôn lắm. Nhây. Con nè. Sao? Con hỏi đó chồng luôn á vậy? Dán vô đây, dán cái đường hút vô đây. Mồi ăn lát nữa đóng cái quanh áp vô, đóng vô thôi, khỏi dán. Cái con nè. Cái con gì? Con đường hồi á. Đường hồi làm xong rồi đó. Làm xong rồi nè. Trời ơi, ta mơ cái gì đó, ta nấy vô rồi, mừng. Ta mua hổng xanh, cái gì đó, rồi ta đâm hổng. Lưới đầu. Lưới đầu. Vậy? Ờ, không có lưới thì cũng kêu gắn cái lượt nữa ông nội ơi. Nó sợ ngoan thì chứ. Có chứa, chứa. Như trong coi con cốp có không? Đúng rồi. Lưới không có mà cũng kêu gắn lượt nữa. Rồi. Mày phá làm sao còn yên vậy, dân xác cái nhắc làm gì được mà. Để đục cái rồi. Ừ. Dán luôn đi, thôi rồi. Bây giờ có đồ phan tiền chưa? Không có, đem theo. Bây giờ thằng kia thằng quái đâu có nhà đâu mà. Tao qua nhà hai chiếu mà nó cho không đi. Thôi để bữa nào đi ngang em ơi, xài bình thường vậy đó, đi rồi nó dời quá. Ông có à. Ông làm ơn có vô ông ghé, ông đừng có hẹn rồi ông đem đồ ông nhắn bóng đèn rồi cho tôi lại đàng hoàng. Bóng đèn gì nữa? À, bóng đèn đốt, hỏi tôi bóng đèn gì, không lẽ bóng đèn nhắn cho ta chết. Hư nữa hả, hư nào? Không có hư mà gắn lại là cái chừng này ta làm không có được. Nó mát. Con tắt hư rồi, con tắt lắm. Vậy là cái con tắt mà hư thì con cứ thay sửa để gắt cho tôi. Tại vì ấm chưa tắt quá, nó mới chịu không nổi, ấm chưa tắt mới hư.
Tại cắm nó hư chứ đâu phải cái ấy đâu. Cái mấy đứa này làm là để chạy lại lôi tao nó đủ má lôi chết chùm nó quấn giải nắm tay. Mà tao nó cười. Khóc rồi, rồi hết khóc rồi cười. Cười mà mày nói là mày thương cười té đái với tao luôn mà. Cái bà kia thì tốt chạy. Còn cái tốt bình tĩnh nó bây giờ là quấn giải rồi nè lấy vậy. Tôi nói đầu giải này chùi. Tại, tôi, tại cái ấm nó hư á. Chùi ở dưới này ướt là đủ mẹ tụi mày chụp vô mình chết chùm nữa. Đừng có lời vô chết nữa là. Trời ơi khóc quá trời luôn. Giá mẹ la la quá trời. Để mấy bà luôn cởi áo này nè mà. Quấn tay rồi nè. Bà chạy cho đình giật á. Mấy bà nắm kéo ra mà. Cái chừng kéo ra được mừng. Trời ơi lôi ghi ra. Tại cái ấm nó hư nó mới giật vô quá chứ. Khóc muốn chết hổng mẹ ơi. Nãy giờ nói chưa mỹ mấy bà nè, có ai từ thiện thì từ thiện. Mày để tao mở kho cho mày coi tao từ thiện về mày có đồ nhất. Đồ ăn mì đồ hết bà. À đó. Từ thiện cho đồ. Đồ đạc rồi á, bàn ghế kia. Bàn ghế bây giờ mày muốn mày vô mở vô mày về chết luôn. À. Bằng bò bằng heo giờ tao nói đồ tao nấu ăn không có hết. Củi không có nha. Ăn củi có. Củi tao mua. Bây giờ thấy là khi mua ngoài con bảnh cái bếp ga đông đó với cái bình mà bảnh 2.6 triệu. Tao ra Trung Quốc tới chừng cúng tao nói rồi. Đủ mày dám mua triệu cái cặn rê. Mày biết nhiêu 3.6 triệu. Mà trong cây hay nóc. Mày nóc trong cái miễu này cúng tiền từ thiện tao giữ còn có nhiêu. Có 1.2 triệu, 1.5 triệu à. Rồi mấy bà nó mua về rồi làm sao bà mua. Thằng quỷ đó tao nói chưa có thì tao nói đủ tiền mới đóng mày nó nghe làm sao giờ anh đóng làm thinh đóng đem lên đẩy tới đây giờ người ta nói đóng cho tao thôi lấy mẹ luôn chơi luôn kệ mà coi chừng nha bữa nay cúng trận này là có tiền trả đủ à trời ơi tao thấy thông quà ra với trên nhà đài xuống tao mừng quá trời xuống 10 người cho người ta cúng mỗi người 200 rồi cái thằng đó nó nói bây giờ tao còn có 1.5 triệu mẹ ơi, giờ tao thiếu mày 1.5 triệu. Ơ, 2 triệu. Giờ thiếu mày lại 2 triệu. Cái thằng Đạo nó nói thì bà thiếu chừng nào còn đủ trả cứ cái lệ cúng bà trả con lần con nữa cũng được. Thôi ông nội, tôi không có thiếu đâu mà tới lệ cúng lần con nữa rồi trả 2-3 lần thôi ông nội. Cái nói vậy nó cười khà lên nó đấy. Hay không? Tiền người ta đi nãy giờ con mót rồi đưa được nhiêu đây. Bà ngoại còn có 1.5 triệu đó con. Tiền quỷ giờ ngoại đặt có men ra còn có 1.5 triệu à. Đấy. Cháu ngoại nó coi coi nó nói ngoại ơi còn thiếu 1 triệu nữa là chắc đủ à. Ông nội đã thiếu 1 triệu mà chắc đủ là đâu chắc. Một hồi thấy nhà bà mình cúng vừa ăn xong người ta xuống ì ì 10 người. Cái nói vụ thiếu tiền cộng sổ là trả thiếu tiền. Người ta cho mỗi người mấy trăm nè. Cho đủ 1 triệu nữa trả luôn 3.5 triệu. Trời ơi vô tao đốn nhăn tao quỳ tao lại. Ngoan ơi mấy đứa nó cười. Nó nói trời ơi tội nghiệp nó vậy chứ già rồi 78 tuổi Tết này 78 tuổi không biết. Cô Na này có qua vượt nổi không đây. Năm mấy ta chết rần rần. Thằng Bình nó nói kệ cho bà Xuân bà lên miễu đi. Bà chết thì chôn đánh luôn chứ tôi không có đem về đâu cô Na. Mà không biết tôi có lại chôn bà được không mà nghe. Kệ không ai về hết sợ lai thì về bỏ thúi tao á cũng được bà xuống dưới chôn không chôn thì bả cho tao mạnh luôn tụi mày sợ cái bãi không có cho tao chết tao lên tao dọn dẹp quà tao giá cả làng cả tỉnh Trà Vinh luôn tao nói mấy đứa nó cười té ngửa luôn mới xịt thuốc cỏ sáng mà mấy ông nhỏ nhỏ bây giờ bà xịt cỏ chết rồi hả chi mấy ông nội. Tụi con dẫn quân của con lên chơi 10 thằng. Ban giấy bàn thẳng cho bà dọn dẹp sạch sẽ cái miễu ra. Không mà miễu trời ông này linh thiệt quá. Ở sớm này cứ ùn này phá dữ lắm. Chứ còn ở chỗ khác lại. Người ta cho 5 triệu nè ngoan mặn này nè. Từ đâu đi mình có đường hả bà? Có 5 triệu mà tôi đâu có lấy, người ta đem xe riếp, xe tắt du lịch lại, người ta ở cho hoài, đưa hoài. Tôi với Mười nó không nhận, bây giờ nói với mấy cô vậy nè. Nếu hai chồng cô á, có từ thiện vô miễu,
bây giờ tôi đi sức thân tôi dẫn cô đi xuống chỗ vật tư á, cô trả coi tôi nói có y không, trả vật tư cho người ta đủ đi rồi dư thì cô cho tôi, còn còn dư cô hỏng từ thiện vô thì cô cứ lấy lại lấy, mình nói văn hai nghe chứ tôi không có nhận. Nghe nói ta ăn sẽ ăn, mình ăn sáng bớt nữa đó, nghe cái con nhỏ đó nó cũng được lắm, nó ở bên tiểu cần trời ơi chồng con á, nó là cai coi vật tư đồ nè gì công trình á, công trình chồng con tính á 5 triệu dư bà 10 500, bà 10 mướn xuống ba cái này xuống cái lũng này thì vừa đủ chứ không có dư được đồng nào đâu. Mà nếu người ta có ăn rẻ thì bà Mười giờ còn lại được 100 nữa trăm mua nhang. Còn nếu mà thiếu thì bà Mười bù. Đủ mẹ, ông Bảy ăn 500. Ông Ba vừa đủ từ đây ra đó, ông đắp được luôn. Rồi mới được cái lộ nhựa là người ta, lộ đam tới đây nè. Nhìn đâu? Không, đi sửa đồ rồi. Sửa đồ. Chết luôn. Hồi đó cái miễu này có gì nấu gánh đi tới đây đổ mẹ hết rồi gì vậy? Rồi còn cái gì à, cúng được vô cúng không còn thôi. Bỏ ăn luôn. Rồi sẽ cho đường đi á. Đây là con cái sổ á. Rồi rồi mình vô là chưa có đường đi phải không? Có. Có rồi hả? Có khúc ngoài gì đó, nấm dừa hả? Nói tao xin được có 5 triệu à. Bà kêu dịch tư đổ đi. Mà cái lộ từ mấy đó đâu phải 60 thước hơn 100, 210 thứ, 10 thứ. Bà đỡ cho tư màng đi. Bà được nhiêu bà trả tiền thợ nhiêu, còn nhiêu con bào hết cho bà. Đủ nha mọi người. Mọi người hỏi cái sở cho có chục bao nhiêu năm, 750 nè quý. Trời ơi, tao khóc ngoan ơi, còn thiếu mười mấy triệu tao khóc. Ôi giáo mẹ đổ. Cái tao chút mà nói với lệ bà hay mầm. Cái điện chỉ nó qua cho. Mày còn rét luôn sao quý, nói với nữa biết à. Rồi tao giái mẹ độ cái chuyện khi gửi về cho nữa. Rồi tao đi qua chùa tao xin cái nữa. Về trả đủ tao mừng quá trời quá đất luôn. Chùa cá rồi. Nè, chùa cá. Anh tôi bừng ổng khoa là nghe cái thiệp hồi xưa đó không? Ừ. 7 tấc vậy nè. Không, chứ tôi không tin tôi mà. Tôi biểu bây giờ mày giái đi miễn mẹ để xin keo dính chỗ nào là mày khoan cái đó, đâu có tin. Ôi, chùa miễu tao đi khoan bà nói lại với giấy gì tao làm tao biết. À, ông nội ông khoan mà có được á, con lại ông nội nha, ông nội bừng. Khoan gần rồi, nổ bóp đi, hãy dê. Trời ơi, chết rồi. Giờ nó còn khoan cái khoan bằng đầu khoan đây nè. Đó, ông nội cãi, đóng chỗ này. Xin keo được chỗ này, ông nội quất liền chỗ này, tôi nói rồi mày phạm đi, nếu mà có gì tao chịu, tao đền cho mày á. Thằng bưng giờ nó sợ cái miệng. Rốt cuộc cái chỗ này được. Vô chai lại cho giái quá trời. Gãy mua khoan mà, không tin đó, gãy mua khoan. Còn thằng ngoan nó vô nó mần cái miệng mày năm đó, nó về chưa có mần ăn được như giờ đâu. Chưa được phân nữa đó. Thằng ngoan nó vô, khoan mà nó nghèo muốn chết mà vô, nó ngoan ơi, thôi con mới mần. Con cũng nghèo khổ mà chùa miễu mà con từ thiện thì mừng rồi. À con vậy không biết được. Người ta cho tiền mà sửa cái mặn mua tư con cứ mặn đi trả tiền. Nó nói thôi con không lấy của bà đâu. Con mặn mạnh giỏi được rồi. Mua trái cây rồi về đây cúng. Về mà ăn ào ào. Được rồi chỉ bá mướn mà. Tao đào, người ta đào. Mặn đâu có lấy tiền. Bông đàn hả là cái gì rồi vừa đục xuống là tự làm. Vừa đục xuống tới gạch cục gạch này tới cục gạch khác nghe thèm luôn, giữa thèm luôn. Thèm hồi xưa hồi thời Pháp á. Cái này hồi đó tới ngực ta đây mà tới bề cao lên tới thước mấy đó. Thì mà gạch thẻ chứ không là cái đóng á. Ta tới 18 20 cân nè, qua tới bên lộ bên đó mà. Vì chồng cái gì á, giờ ăn đứng bằng khoáng dành còn lấn vô không. Hồi nó nói, tại đó là đục bằng khoáng. Thấy không? Hả? Đất này đâu có bằng khoáng hả? Đất miễu của miễu ta 20 công đâu có bằng khoáng. Đâu có bằng khoáng. Rồi cái cán bộ lên mới xịt chia sẻ. Tôi cũng chết hết à. Mấy lần chia lấy chia làm cũng không được hưởng, cũng chết hết trơn. Cái này mốt nấu á, nấu củi đừng nấu điện nha. Nấu điện là nó nguy hiểm á. Nấu điện là có cái gì đó mày. Vì tóc dài, vì dài nó ăn đồ tròn nè. Đâu được, đổ ấm được. Nấu ngay đây nè, ngay đường điện lớn mới được. Thì bảo là nó nhỏ thì mày vô mày đốt đèn cho tao.
Mới có 1-2. Miễu này sẽ ít nên anh gắn dậy chạy được rồi. Mô Phật, được rồi, mô Phật. Chị gị ra chừng nó xét á. Mấy cái chùm pháo này là cái miễu này toàn bộ là chưa thợ là chắc không, đục không. Đâu có dám đi rồi, mình già rồi, để một chùm vậy đó. Điện gấp luôn, đi mua trái cây. Thôi, không mua thì mình giá mình đốt ngang không được rồi nào. Có lâu có xếp nè. Hồi gắn tới giờ, mua tôi tới giờ đâu có mở đâu. Ai mở làm gì à? Đâu có sửa đâu. Cái mua tôi này là không có sửa mà hạt mà nó có điểm cho được nè. Mà tụi tao quay không được nha. Bỏ lâu quá không xài. Vì chiều tao bơm, đàng hoàng 2 lưu vậy. Sáng lên báo cáo mua tôi hư. Bỏ điện không gài lên lâu lắm mà cái hôm giao dịch đó. Ba chạy ra tao kêu, bãi chạy ra kêu mày ba lần, ông bãi nói nhà mày đóng cửa kêu ba lên tiếng. Ông sao á? Ông bãi nào? Ông bãi gì ngon mà. Ông giữ cái dạng này mà. Ê, mình xin ra lót mắt mày vô nè. Thì không phải á. Rồi muốn chết luôn mày ơi mà. Người ta nói hơi bệnh vậy chứ không có chết. Tao ngày nào cũng ăn cơm 11 giờ là lên đây nằm đây nè. Bữa nào nắng quá thì ở nhà với bơi phân bò cũng chạy lên chạy xuống. Rồi còn luôn bỏ tiền cho mày nấu rồi, gửi cho bà đó. Cũng miểu á. Thì mấy đứa nó vô chỗ rồi. Rồi giá chứ hết cả làng. Tao còn giá cái tết này ổn định vô dân.